rất cảm ơn và xin kính chào quý vị đến với cập nhật mới nhất về những vấn đề nóng của thế giới trên kênh Toàn Cảnh 24 giờ. Ngay sau đây là phần tin chi tiết. Bộ quốc phòng Nga cho biết, Ukraine tiến hành cuộc tấn công bằng tên lửa chiến thuật ATAC MS của Mỹ nhằm vào hàng loạt mục tiêu của Nga. Lực lượng phòng không trực ban đã bắn hạ 4 tên lửa trên vùng trời bán đảo Crimea. Giới chức Nga không tiết lộ thêm thông tin về trận đánh cũng như các tổ hợp phòng không nào đã tham gia trận tên lửa ATAC MS. Phía quân đội Ukraine chưa bình luận về thông tin vụ tấn công mới nhất nhằm vào Crimea diễn ra trong bối cảnh Nga cảnh báo bất kỳ hành động gây hấn nào nhằm vào Crimea đều sẽ thất bại và bị đáp trả thảm khốc. Tôi lần nữa cảnh báo Washington, London, Brussels rằng bất kỳ hành động gây hấn nào nhằm vào Crimea không chỉ chắc chắn thất bại mà còn dẫn tới đòn đáp trả tàn khốc. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nói trong cuộc họp báo hôm 3 tháng 5. Tuyên bố của bà Zakharova được đưa ra sau khi đặc phái viên của Ukraine tại Liên Hợp Quốc, Sergei Kilisa, đưa ra lời đe dọa ngầm đối với cầu Crimea, ngụ ý rằng công trình này sẽ không còn tồn tại vào cuối năm 2024. Tháng trước, một quan chức Mỹ cho biết Washington đã bí mật vận chuyển tên lửa tầm xa tới Ukraine trong những tuần gần đây. Theo quan chức này, tên lửa Atak MS với tầm bắn lên tới 300 km được sử dụng lần đầu tiên vào ngày 17 tháng 4, nhằm vào một sân bay Nga ở Crimea cách tiền tuyến Ukraine khoảng 165 km. Lầu Năm Góc ban đầu phản đối gửi tên lửa tầm xa cho Kiev vì lo rằng việc lấy tên lửa từ kho dự trữ sẽ làm giảm khả năng sẵn sàng chiến đấu của quân đội Mỹ. Washington cũng lo ngại Ukraine sử dụng những tên lửa như vậy để tấn công các mục tiêu sâu bên trong lãnh thổ Nga có thể khiến tình hình leo thang đến mức đối đầu trực tiếp giữa Nga và Mỹ. Các quan chức Ukraine thừa nhận họ chỉ có thời gian ngắn để tận dụng ưu thế của tên lửa Atak MS trước khi Nga tìm ra phương án đối phó. Mỹ đầu tháng Tư đã bí mật chuyển giao tên lửa chiến thuật Atak MS với tầm bắn 300 km giúp Kiev tập kích hàng loạt mục tiêu sâu trong khu vực do Nga kiểm soát, trong đó có sân bay quân sự để hàn cồi ở bán đảo Crimea và thao trường huấn luyện tại tỉnh Lugan. Ivan Stubak, cố vấn Ủy ban An ninh, Quốc phòng và Tình báo của Quốc hội Ukraine cho biết, nước này đang phải chạy đua với thời gian để tận dụng tối đa ưu thế của Atak MS, trong bối cảnh lực lượng Nga bắt đầu vòng lập, hứng chịu thiệt hại nặng và tìm ra biện pháp đối phó vũ khí mới của đối phương. Tất cả đều biết quân đội Nga có khả năng thích ứng trong thời gian rất ngắn. Ukraine còn khoảng 2 tháng để tập kích mục tiêu nhiều hết mức trước khi họ tìm ra cách đối phó. Hồi năm ngoái, quan chức quốc phòng Mỹ thừa nhận nhiều bom dẫn đường JDAM được Washington cung cấp cho Kiev trượt mục tiêu do bị lực lượng Nga gây nhiễu. Loạt tài liệu mật của Lầu Năm Góc bị dò dỉ trên mạng cho thấy bom dẫn đường JDAM mà Mỹ viện trợ cho Ukraine có tỷ lệ trượt mục tiêu cao hơn dự kiến trong những cuộc tập kích tại Ukraine gần đây. Một quan chức cấp cao thuộc Bộ Quốc phòng Mỹ sau đó thừa nhận bom dẫn đường JDAM thường xuyên không đánh trúng mục tiêu do bị Nga chế áp điện tử. Một nguồn tin am hiểu vấn đề nhưng không làm việc cho chính phủ Mỹ cho hay, phần lớn vấn đề bắt nguồn từ hoạt động chế áp tín hiệu GPS do Nga tiến hành. Nhưng hôm 3 tháng 5, Lầu Năm Góc thông báo không quân Mỹ đã ký với Hiệp hội Nghiên cứu và Ứng dụng Khoa học SARA hợp đồng trị giá hơn 23,5 triệu đô la Mỹ để mua đầu dò săn tổ hợp gây nhiễu GPS HOG tích hợp vào bom Jammer. Lầu Năm Góc cho biết hợp đồng này liên quan đến thương vụ cung cấp vũ khí cho Ukraine đầu dò HOG được cho là có thể biến jammer từ loại vũ khí bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi tác chiến điện tử Nga thành khí tài săn lùng các tổ hợp gây nhiễu GPS. Thông số kỹ thuật chi tiết của đầu dò HOG chưa được công bố. SARA cho biết đã phát triển khả năng tích hợp đầu dò HOG và các loại vũ khí dẫn đường khác nhau trong nhiều năm. Theo thông cáo của SARA, nếu đối phương cố gắng dùng tín hiệu vô tuyến để gây nhiễu trên chiến trường, đầu dò HOG có thể giúp bom hoặc tên lửa dẫn đường tấn công vào nguồn phát tín hiệu. Cơ quan này cho hay HOG có kích thước nhỏ gọn và chi phí sản xuất bằng 1 phần 10 so với hệ thống tương tự đời trước, sử dụng đầu nối phổ thông để có thể nhanh chóng lắp lên vũ khí sẵn có. Đầu dò HOG có thể tích hợp lên các loại vũ khí dẫn đường chính xác khác do phương Tây cung cấp cho Ukraine trong tương lai, trong đó có tên lửa tốc độ cao chống radar HAM AGM-88. Mẫu tên lửa này có khả năng nhắm mục tiêu tổ hợp gây nhiễu của đối phương, song chưa rõ có khả năng đối phó với hệ thống can thiệp vào tín hiệu GPS hay không. Việc Mỹ cung cấp đầu dò HOG cho Ukraine có thể cho phép nước này dùng bom JDAM tấn công tổ hợp gây nhiễu GPS của Nga. Tuy nhiên, mẫu đầu dò này chưa từng thực chiến và không rõ hiệu quả của chúng đến đâu, cũng như lực lượng Nga sẽ mất bao lâu để đối phó. Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng pháo binh của cụm quân trung tâm đã phá hủy một kho đạn dược giã chiến của quân đội Ukraine ở hướng Krasnoyarsk gần khu định cư Adipka thuộc Cộng hòa Nhân dân tự xưng Donetsk. Đoạn video về vụ tấn công cũng được Bộ Quốc phòng Nga đăng tải cảnh quay từ máy bay không người lái cho thấy một số xe tải quân sự đậu sát nhau và được ngụy trang kỹ lưỡng bằng bụi cây ở ngoại ô một ngôi làng không xác định. Ngay sau khi vị trí kho tập kết đạn dược được xác định bởi máy bay không người lái giám sát, địa điểm này đã trở thành mục tiêu của pháo binh. Một số xe tải đã bốc cháy, gây ra vụ nổ thứ cấp dữ dội khi đạn dược bên trong phát nổ. Bộ Quốc phòng Nga cho biết, pháo binh của cụm quân trung tâm đã tấn công kho đạn giá chiến của quân đội Ukraine theo hướng Krasnoyarsk, Ukraine gọi là Pokrovsk, kho đạn phát nổ sau cuộc tấn công và bị phá hủy hoàn toàn. Trước đó vào cuối tháng 4, Nga tuyên bố bắn hạ 6 quả đạn thuộc hệ thống tên lửa chiến thuật lục quân Atak MS mà Mỹ chuyển cho Ukraine khi những tên lửa này nhắm vào bán đảo Crimea. Bộ Quốc phòng Nga cho hay, hệ thống phòng không của chúng tôi đã bắn hạ 10 thiết bị không người lái của Ukraine, 6 tên lửa ATACMS do Mỹ sản xuất và 2 bom Hammer do Pháp sản xuất. Bộ Quốc phòng Nga không nêu chi tiết vị trí những tên lửa này bị bắn hạ. Tuy nhiên, người đứng đầu chính quyền Crimea, Sergei Aksyonov nói rằng hệ thống phòng không của Nga đã bắn hạ các tên lửa ATACMS ở bán đảo Crimea. Trước đó, truyền thông Nga đưa tin Ukraine đã phóng tên lửa Atak vào Crimea nhằm phá hủy năng lực phòng không của Nga ở đây. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nga từng tuyên bố rằng các quân nhân của chúng tôi đã xóa tan huyền thoại về tính ưu việt của vũ khí phương Tây. Ông Shoigu cũng ca ngợi ngành công nghiệp quốc phòng của Nga và cho biết ngành này đã liên tục tăng sản lượng theo ông việc này đã làm tăng đáng kể khả năng chiến đấu của lực lượng vũ trang và tình hình tại khu vực chiến dịch quân sự đã chứng minh điều đó trong bối cảnh căng thẳng hiện nay với mỹ và các đồng minh của nước này bộ trưởng bộ quốc phòng nga tuyên bố sẽ tăng cường sản xuất vũ khí đồng thời cam kết sẽ tăng cường độ tấn công vào các trung tâm hậu cần và cơ sở lưu trữ vũ khí của phương tây nga thường xuyên tiến hành các cuộc tấn công tầm xa có độ chính xác cao vào cơ sở hạ tầng quân sự trung tâm hậu cần và cơ sở công nghiệp quốc phòng của Ukraine. Moscow đã nhiều lần khẳng định không tấn công các mục tiêu dân sự. Khi được hỏi làm thế nào để Kiev có thể thắng Moscow nếu tiếp tục bị Washington hạn chế về cách sử dụng vũ khí mà họ viện trợ, Đại sứ Mỹ tại Ukraine Bridget Brink nói rằng bước đầu tiên trong việc giúp Ukraine tự vệ là cung cấp vũ khí của Mỹ và các đối tác để hỗ trợ Kiev giành lại lãnh thổ quan điểm từ đầu của Mỹ là không cho phép hay khuyến khích Kiev sử dụng khí tài của chúng tôi ở Nga hay bên ngoài lãnh thổ Ukraine. Bà Brink phát biểu sau khi Ngoại trưởng Anh David Cameron cùng ngày lần đầu tiên công khai ủng hộ Ukraine dùng vũ khí do London cung cấp, trong đó có tên lửa tầm xa Storm Shadow để tập kích lãnh thổ Nga. Ông khẳng định, Ukraine có quyền đó, giống như việc Nga đang tập kích lãnh thổ Ukraine. Chúng ta có thể hiểu vì sao Kiev lại cảm thấy cần phải tự vệ. Ngoại trưởng Latvia, Baiba Brazil vừa qua tiết lộ một số đồng minh của Ukraine đã chuyển ra cho Kiev nhiều vũ khí tầm xa mà không cấm nước này sử dụng chúng để tấn công lãnh thổ Nga, song không nêu tên. Giới chức Mỹ vừa qua tiết lộ đã bí mật chuyển giao cho Ukraine số lượng đáng kể tên lửa Atacms phiên bản tầm bắn 300 km. Dù trước đó từng từ chối vì lo ngại Kiev dùng chúng để tấn công mục tiêu nằm sâu trong lãnh thổ Nga. Phát ngôn của đại sứ Mỹ được đưa ra trong bối cảnh phương Tây ồ ạt viện trợ quân sự cho Ukraine đã khiến Nga đưa ra những phản ứng đanh thép cả trong phát ngôn và trên thực địa, người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov nhấn mạnh viện trợ của phương Tây chỉ làm kéo dài xung đột, tăng thêm đau khổ cho Ukraine mà không thay đổi được cục diện chiến trường. Trên thực địa, các lực lượng Nga cũng gia tăng các cuộc tấn công vào kho vũ khí và thiết bị quân sự mà phương Tây cung cấp cho Ukraine. Vừa qua, Bộ quốc phòng Nga tuyên bố quân đội nước này vừa tấn công một tàu chở vũ khí và trang thiết bị quân sự do phương Tây viện trợ cho Ukraine ở Đô Nhét. Trước đó, Bộ trưởng quốc phòng Nga Sergei Shoigu cũng khẳng định quân đội nước này sẽ tăng cường tấn công vào các trung tâm hậu cần và kho lưu trữ vũ khí phương tây ở ukraine để đối phó với các mối đe dọa do mỹ và các đồng minh gây ra chúng tôi sẽ tiếp tục cải thiện lực lượng và tăng cường sản xuất các loại vũ khí và thiết bị quân sự chúng tôi cũng sẽ tăng cường cường độ tấn công vào các trung tâm hậu cần và kho chứa vũ khí của phương tây lực lượng vũ trang nga sẽ tiếp tục giải quyết các nhiệm vụ được giao cho đến khi hoàn thành đầy đủ các mục tiêu của kế hoạch quân sự